Buồn say hi, chào mừng anh em đã đến với kênh channel của mình. Anh em ơi, tôi vừa mới được mời đến một game show đỉnh nhất trong World Vlog anh em ạ. Đầu show lấy ngay lấy đầu phần thưởng lên đến hàng tỷ tỷ Robux luôn. Wow, đã nghe đã thấy thú vị rồi đúng không? Và đặc biệt nữa, game show này tôi phải vượt qua hàng trăm ngàn người mới có thể đoạt được cái cúp vô địch anh em ạ. Rồi, bây giờ anh em hãy theo chân tôi để xem tôi giành cái chức vô địch đấy như thế nào nha. Và trước khi đi anh em hãy cho tôi xin một like, một đăng ký kênh và đặc biệt là nhớ xem quảng cáo nha. Còn bây giờ let's go. Rồi đây các bạn ơi, tôi đã có mặt tại buổi game show ở đây. Game show này là của ông Mr. Green nha. Đấy, trải thảm đỏ đoang hoàng luôn chứ. Ui, anh em mình xem này, cũng rất là nhiều bạn đang đi chơi game show cùng tôi. Để tôi review qua cái chỗ game show này đây anh em ạ. Đây, trên tường treo rất là nhiều bức tranh của gia đình của ông Mr. Green. Đây này, ông Mr. Green đạt cái giải thưởng gọi là hạng bổng anh em ạ. Còn ở đây là ông Mr. Green đang đứng chụp một cái phong cảnh. Đây là con của ông Mr. Green này. Ôi nhưng mà con với bố giống y hệt nhau. Còn đây sẽ là gia đình của ông Mr. Green. Ui, anh em nhìn xem, vợ giống, chồng giống, con cũng giống luôn. Ui, nhà này vợ chồng giống nhau thế nhỉ? Ảo thật đấy. Lần đầu tiên mình thấy vợ chồng giống nhau y đúc như này luôn đấy chứ. Bên này ảnh cũng là như thế. Rồi, không lên thuyền gì nữa. Bây giờ mình sẽ đi vào thảm đỏ. Ui, nhìn như kiểu celeb nhỉ. Đi vào thảm đỏ chơi game show anh em ạ. Game show này sẽ chứa được 24 người. Đây là cái một cái thang máy nhỉ. Một cái thang máy siêu to khổng lồ để chứa mọi người đi tới game show. Rồi bây giờ going down. Ok, mình đã tới. À chưa, vẫn đang đi thang máy anh em ạ. Vẫn đang đi thang máy. Thang máy to thực sự ấy chứ. Thang máy này phải chứa được hàng nghìn người. Không phải chứa được mỗi 24 người này đâu. À, ok. Ô, mình được cho một cái căn phòng này. Ui, mình ở căn phòng số 1 luôn mà. Hello. Wow, chào mừng bạn đã đến với game show. Ok. Ui dìa, tự nhiên cười. Chơi game show bắt người ta cười. Rồi, đây là phòng số 1 của mình. Cạnh mình là có anh phòng số 6 rồi. Phòng số này là phòng số 2 à? Ok. Mỗi người chơi ở đây sẽ được trang bị cho mình là một cái giường và một cái tivi anh em. Để tivi anten ngày xưa. Không biết tivi bật kiểu gì. Ôi, vừa nói xong nó tự bật đấy. Wow. Ông Mr. Green đấy anh em này. Có một cái đầu và cái chân thôi. Ui, ông này kêu như lạ này mày. Tôi không phải là lạ. Vãi chưởng ông này kêu xong ông bảo là ông không phải là lạ anh em ạ. Hiểu kiểu gì. Ui, bắt đầu game show rồi hả? Rồi game show này chúng ta cần phải làm gì đây? À phải đến những cái điểm này. Ui, cho mình với, cho mình với. Ok, lụm là một cái, hai cái rồi. Bạn ơi, bạn có không, bạn có không? Ui, mình phải tranh chấp nhau với cái này anh em ạ. Không lụm được là mình hẹo luôn. Đây, cho mình với. Ok, còn 6 giây nữa. Mình phải giữ 6 giây cái này, không là mình hẹo. Ok. Mình đã có một cái tên lửa. Rồi, bay thôi. Bạn nào không có là bạn đấy sẽ bị rơi xuống đây ạ. Ui, bé trưởng. Wow. Bạn nào không có, bạn đấy sẽ bị rơi xuống đây. Hay nha, game show bắt đầu thú vị rồi nha, bắt đầu kịch tính rồi nha. Ok. Hiện tại bây giờ còn bao nhiêu người đây? Lấy cả có mấy bạn không nhặt được cái này anh em ạ. Ui, vẫn còn một vòng nữa. Wow, lụm cho mình nghe một cái tên lửa đi anh em ơi. Ui giời, bạn này đánh mình này. Chơi gì chơi kỳ à? Chơi đánh nhau đấy. Thôi, bạn ơi. Bạn lấy lế mình ra, mấy bạn này lấy lế mình ra. Mình có rồi, mình không muốn đánh nhau đâu. Anh em bảo vệ đi, anh em bảo vệ cái tên lửa của mình đi. Không có là ngã đấy. Ủa, các bạn xanh đỏ tím vàng kia không có rồi kìa. Kệ bạn đấy. Rồi, bay thôi anh em ơi. Yes, sir. Lại hình như lại một bạn bị rơi nữa rồi. Hai bạn bị rơi. Rồi, hai bạn không lùm được cái tên lửa này đã bị hẹo. Rồi, tiếp tục. Hình như có 3 màn đấy anh em ạ. Mình nghĩ là có 3 màn đấy. Ôi, thắng rồi. Màn đầu tiên mình đã chiến thắng. Đơn giản đi đan rổ anh em ạ. Tuyệt quá. Rồi, mình về căn phòng của mình. Ôi, mình không được vào căn phòng của bạn khác hả? Để căn phòng số 2 này. À, bạn số 3 đã bị hẹo này. Bạn số 3 bị hẹo. Phòng nào cũng như phòng nào. Anh em ơi, đi ra ngoài này chơi đi. Phòng số 7 đã bị hẹo này. 13 đã bị hẹo. Ôi, xài nhiều anh em bị hẹo lắm. Mình như có 4 anh em đã bị hẹo rồi. Rồi, tiếp tục. Đúng rồi, đây chỉ là một cái game đơn giản thôi. Ui, đây là cái chai lức táo của ông đấy à? Nhìn hay à nha. Lại cười. Lấy cái game mình cần lận nữa. Rồi, thế cho, lấy mình cho mình một cái ghế đi. À, chơi kéo co anh em ơi.
Bút, 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 bút. Kéo đi, kéo đi, kéo đi, kéo đi, kéo đi bạn ơi. Đừng để bị rơi. Kéo đi anh em ơi. Đừng để bị rơi. Bị rơi là thua đấy. À, kéo đi, kéo đi, kéo đi. Chọn cho mình một. Ôi, cái ông kia không kéo à. Cố lên, sắp thắng rồi anh em ơi. Cố lên. Cha dỗ, cha dỗ, cha dỗ. Kéo đi, kéo kia lừa xẻ, kéo kia lừa xẻ. Sắp thắng rồi, sắp thắng rồi bạn ơi. Cố lên. Yes. Mình và các bạn xanh xanh đang chiến thắng. Bạn ơi, anh em mình tìm mua hay đấy anh em bạn ạ. Đây là cái ông Mr. Gry đấy này. Gry chứ. Rồi, mình và các bạn số 6 này đã hoàn thành nhiệm vụ. Bạn số 2 nữa. Rồi, bắt tay các bạn ơi. Bắt tay, à không phải bạn này, hình như không phải bạn này. Nhầm. Bạn nào nhỉ, bạn nào vừa chiến đấu với mình ấy nhỉ. Bắt tay nhau cái nào. Tình đồng giao, tình đồng đồng chí anh em ơi. Ở đâu rồi? À đây 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 đây. Ui giời, bắt tay nhau cái. Vừa mới gặp bạn đấy cái đấy. Bạn đã đi rồi. Ui. Bây giờ bên cạnh ông đấy là hai cái ông gọi là lực sĩ nhá. Sáu à đâu, đây phải 100 múi mất rồi. Bắt đầu game tiếp theo. 2 1 go. Rồi, một bạn đang hẹo rồi. À phải lấy cái laser ra. Ui giời, thế thì game này dễ, mấy cái game bắt cua kiểu kiểu này thì mình làm được. Ok chưa? Ôi giời, game gì mà dễ thế nhỉ? Mấy game sâu thì dễ quá anh em ơi. Bạn bị kinh rồi. Thì như thế này có mỗi một bạn bị hẹo rồi. Rồi, game sâu tiếp theo đi. Ui, bạn số 6 này hẹo rồi. Rồi xong, xin vĩnh biệt bạn nhá. Bye bye bạn. Ui, anh em nhìn này. Trên tường rêu riết ẩm mốc ghê thật sự ấy chứ. Có mấy camera đang theo dõi mình ấy. Rồi, có bạn Monkey Duy này. Bạn này là bạn của mình. Ok, game thứ tư này. Game này phải chọn cái gì đó. Mẹ kêu như con lạ không phải. Tôi không phải là lạ đâu. Ôi giời ơi, ông này thật là buồn cười. Good luck, ok, chúc may mắn. Yên tâm, tôi sẽ vượt qua rồi. Tôi sẽ là người quán quân anh em ạ. Cố gắng. 3, 2, 1, go. Nào, chơi búa kéo bao nhá. Bạn chọn gì? Bạn chọn, tôi chọn kéo. Bạn chọn bao. Yes sir. Tôi tiến diện được một bạn rồi. Ôi da, ngay bạn đầu tiên đã ăn rồi đây này thì dễ quá. Ăn đủ, được của nó đấy. Búa kéo bao đây, game búa kéo bao anh em ạ. Rồi xong, một bạn bị hẹo nữa. Ui, hiện tại trên bàn sẽ là còn 2, 4, 6 người nữa thôi. Chỉ còn 6 người. Ui giời ơi, 6, vượt qua 6 người nữa mình sẽ nhận được phần thưởng thôi anh em ơi. Ui giời. Rồi tôi có thể tốc biến được anh em ạ. Nên nhìn nhá. Ê cái này, đợi. Nhảy sang. Rồi xong. Ui, cái bạn số 2 này đi cùng mình hơi bền vững rồi nha. Có phải cái bạn Monkey Duy hay không? Hello. Rồi, game thứ 5. Xem game. Làm một ngụm nước táo và nói cho nó ngọt giọng đây này. Ok. Game này chúng ta phải ghép hai hình thoi lại với nhau anh em ạ. 3, 2, 1, go. À không, mình phải nhảy qua những cái này sẽ bị tàn hình. Mình mà không nhảy được là mình sẽ bị rụng. À thế à? Cái phải có chiến thuật đó nha. Cái phải có chiến thuật đó nha. Cái phải có chiến thuật. Đấy, anh em cứ đi từ dìa vào đã. Ui, chết rồi. Tí rụng không? Mày quá mệt. Ôi trời, không ổn rồi. Đoạn này không ổn rồi. Rồi xong luôn. Hello cái bạn kia. Hello cái bạn kia. À vẫn còn ở dưới này nữa. Vẫn còn ở dưới nữa anh em ạ. Rồi luôn. Xuống màn đỏ rồi. Một bạn bị hẹo rồi. Bạn ơi, tránh nhau ra. Chơi chiến thuật tí đi xem nào. Rồi, mình là người chiến thắng. Vỗ tay. Vòng hình như có 2 người bị hẹo. À còn 3 người bị rụng luôn rồi. Ok, bạn số 2 vẫn đứng bền vững bên mình này. 1, 2, 3, 4, 5 người. Ô thế này có một bạn bị rơi thôi à? Nay mình đến là 6 người, bây giờ còn có 5 người. Thế có một bạn bị rơi thôi. Cái bạn số 2 này bền vững giống mình thế nhở? Vượt qua hết các thử thách giống mình luôn này. Khả năng bạn này là đối thủ lượng ký ấy. Rồi tiếp tục. Game thứ 6. À, mình phải đi lụm những cái chai này à. Ông này mỗi lần giới thiệu xong lại gửi một cái giọng. Rồi. Let's go. Đi lụm anh em ơi. 10 cái, ok. Yo, người mình nhở bốc mùi ấy nhở. Đây là chất thải hay sao cái gì ấy. 10 cái, đúng 10 cái anh em ạ. Bên này à. Đây. Uống luôn. À, mỗi cái bình này mình được 2 điểm. Đây, lụm phát nữa.
không lụm được, chỉ lụm được một cái thôi. Ở đây này, được này. Ok, được 3 cái sao ạ? Không, hết rồi, hết rồi. Ở bên này có 2 cái. Ui chết rồi, còn 6 điểm nữa anh em ơi. Còn 6 điểm nữa. Chỗ này vừa qua thử thách mới đến được nha. Mà căng à nha, căng à nha. Mình nghi là mình không đủ thời gian mất. Đừng để hẹo, đừng để hẹo, ok. Cố lên. Ôi hết rồi. Hết rồi. Ôi thôi không ổn rồi, anh em ơi, anh em uống gì mà uống nhanh thế. Mình nghe được, mình nghe được, mình chạy nhanh được anh em ạ. 30 giây nữa, 30 giây nữa, cố lên. Mình chạy nhanh được mà. Cố lên Bun ơi, cố lên Bun ơi. Sao, sao không thấy cái nào nữa vậy? Ôi chết rồi, không ổn rồi anh em ơi. Dưới này anh em ạ. Dưới có 2 cái này. Ok, đây. Ô hết luôn rồi. Ôi chết rồi, mấy bạn này uống hết rồi. Ô, mình vẫn vượt qua. Mình uống được 2 cái mà mình vẫn vượt qua anh em ơi. Chính tổng mình đăng ký không uống được cái nào. Bạn số 2 này đã bị heo. Bây giờ còn đối thủ đăng ký là số 8 và số 9. Ui cái bạn kéo co cùng mình này. Được đấy, đúng là kiểu này. Bạn này mới là bạn đối thủ đăng ký này. Tại vì chúng mình kéo co thắng mà. Bạn ơi, hay đấy bạn ạ. Rồi, tôi sẽ, màn này tôi sẽ tiêu diệt bạn. Bạn nghĩ bạn sẽ còn tiêu diệt tôi? Ông cứ cười đi, rồi khách khác được cười. Ui, ông lại dùng bàn chân. Cái gì đây? Cái gì đây? Ông lại phá hủy hết cái giường ngủ của mình rồi. Bây giờ mình hình như mình phải tiêu diệt ông đấy thì phải. Mình phải chạy ông đấy, không bị ông bị bắt. Chạy thôi anh em ơi. Wow, một bạn đã bị dẫm rồi, một bạn đã bị ông đấy dẫm bẹp luôn rồi. Sợ quá, sợ quá. Ông lại dùng bàn chân của ông đấy dẫm. Rồi. Không sao, không sao. Mình chạy được mà, mình chạy được mà. Bắt ông kia, bắt bạn kia kìa ông ơi. Giời, cái ông Mr. Grind này. Bây giờ bắt đầu tạo ra mấy cái tiên là gì này á? Mình nhảy qua một phát thôi. Nào. Tưởng cái gì khó chứ rồi, tiếp tục. Ủa, mấy bạn này hẹo đi, mấy bạn này hẹo đi. Ủa, một bạn đã bị đấm. Cái bạn đi cùng mình đã bị đấm lao sòng sọc luôn đi chứ. Ông ấy thả khai anh em ạ. Trời ơi, dăm ba game show này nhá, tôi vượt qua full mode. Ôi bắn cái gì? Ôi vã trưởng, ông ấy lém đá. Ông ấy lém đá luôn mà. Ông ấy thả những quả bom ra, chạy đi. Chết thôi, ông ấy giết được mình rồi. Ôi một bạn đã bị tiêu diệt tôi. Ơi chết rồi. Ôi trời ơi. Vai trưởng ghê thế. Cắm đạo tôi lên đây lại buồn. Mới bắt đầu game show nó khó hơn rồi nha. Thử thách bắt đầu khó hơn gấp 1 tỷ lần rồi. Chạy đi anh em ơi. Ông này lém đá cho hẹo luôn đấy. Ôi lấy hết. Không sao, mình lấy được mà. Ôi mày quá, ông ấy tưởng ông ấy hút mình ạ. Rồi xong luôn. Đồ ngu. Dậy đi, ông ấy đánh ông bây giờ. Rồi cho bạn kia bị bắt rồi, đừng bắt cháu. Mấy cái này nó hút mình lại ạ. Rồi xong luôn mấy cái này nó hút mình lại anh em ơi. Ôi mình lại bị mất thêm giọt máu nữa rồi. Hiện tại bây giờ còn có mình và cái bạn đeo cánh kia thôi. Bạn đeo cánh ơi, bạn hẹo đi mà tôi xin bạn đấy để tôi thắng cái game này cái. Ôi giời, ông này cứ lem đá mình thôi, cứ lem đá hội đồng thôi. Ôi, mấy cái này mình vượt qua dễ luôn. Rồi. Ui, bạn này còn nhiều máu thế. Còn lại thả mấy con bom ra để hãm hại mình à? Cứ bạn đấy còn nhiều máu vãi trưởng ạ. Khoản này không ăn nổi bạn đấy rồi. Nhưng mà mình sẽ cố gắng. Vì anh em mình sẽ cố gắng. Mình sẽ chạy xa ông đấy ra là được. Rồi ngất trên nền đất luôn. Đồ ăn hại. Ngất trên nền đất luôn. Ok, mấy cái gai này không làm khó được mình. Mấy cái gai này dễ quá rồi. Trời ơi, bạn ông ơi, ông dồn bạn kia kìa ông ơi. Ông ấy cũng dùng bàn kia kìa, đừng có dồn cháo. Ui giời, cái ông Mr. Grind Green này nữa. Mình cầm
mình lém được ông đấy ạ. À, hóa ra mình cầm bom mình lém được ông đấy ạ. Oh my god, bây giờ mình mới biết nha. Rồi xong ông mới đá một mình một phát luôn rồi. Lụi bom, lụi bom bạn ơi. Lụi bom tiêu diệt ông ấy bạn ơi. Bây giờ anh Long lại lém bom một hồi đồng thế. Nhân này. Ơ bạn ơi, bạn lụm mày. Chúng mình cùng tiêu diệt ông đấy. Hay quá bạn ơi. Ủa nãy giờ mình không biết là lụm bom mày sẽ lém được ông đấy hẹo đấy. Ngủ dốt thật sự. Dạy đi, ông này đánh mình, ông này đánh mình bây giờ. Cố lên bạn ơi, cố lên bạn ơi. Chúng mình sắp thoát khỏi ông đấy rồi. Ôi lấy ra đã, lấy ra đã. Ôi ông này đã. Rồi luôn. Rồi luôn. Còn mỗi bạn này thôi, cố lên bạn ơi. Tôi hy vọng vào bạn. Ông đấy đá rồi, xong luôn. Bạn này còn hẹo. Ném ông đấy đúng rồi, còn một quả nữa thôi. Ông đấy tiêu diệt tôi bạn ơi. Cố lên. À, dù mình không có thắng ở game sông đấy nhưng mà mình cũng phải nhì anh em ạ. Rồi bạn này hay quá. Mời đến. Đúng rồi bạn này. Ông đấy khóc luôn rồi. Rồi. Thế là thắng rồi. Ông ấy quay trở lại tạo một cái game show ghê hơn anh em ạ. Nhưng mà chúc mừng cái bạn nữ kia đã vượt qua. Mình chỉ là á quân mà thôi. Mình chỉ là á quân mà thôi anh em ạ. Nhưng mà mình cũng respect bạn ấy. Bạn ấy chơi rất là hay nha. Bạn ấy biết cách cầm quả bom lém vào ông đấy là ông đấy sẽ bị mất máu. Còn mình là mình không biết anh em ạ. Nên là mình không thể tiêu diệt ông đấy. Nhưng mà chúc mừng bạn ấy đã chiến thắng. Mình là á quân. Mình về giải nhì thì mình cũng đẳng cấp thôi đấy chứ. Mình vượt qua hàng trăm nghìn con người. Mình được giải nhì đấy anh em ạ. Lớn rồi. Bốc phét ít thôi. Rồi nếu anh em thấy mình chơi game hay, hãy cho mình xin một like, một đăng ký kênh. Và đặc biệt là xem quảng cáo nha. Còn bây giờ bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha.